Bạn còn nhớ cái hồi cách đây tầm chục năm khi mà Yahoo còn chưa biến mất, Audition vẫn là game mà con trai, con gái gì cũng chơi hết không? Khi ấy sao mà đã có Sơn Tùng hay Giác và KX hay Đơn Vũ, Vũ? Khi ấy người ta chỉ biết đến những rapper gắn liền với những bản ghi bất vũ thôi, Yahoo Uno này, Eri Diệp này rồi cá chép. Trong số đó, rapper được yêu mến nhất có lẽ phải kể đến Linny, một trong những người trước tiên đặt nền móng cho sự tạo ra của rap lớp. Mặc dù sau này có nhiều khuôn mặt mới hình thành nhưng cái tên vẫn được coi như thần tượng đình đám của các chàng trai, cô gái 8-9 đời đầu. Mới đây, nối gót Yao Uno, chàng rapper cũng đã khiến người mến mộ cực kỳ bất thần khi tiết lộ sắp làm đám cưới với gamer thủ gái YG sau thời gian dài hẹn hò. Sắp kết duyên với gamer thủ gái xinh đẹp tên Thu Thảo sau 5 năm hẹn hò. Bạn gái của có tên là Nguyễn Thu Thảo đang làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ chứ không hề hoạt động showbiz. Và gamer thủ gái đã có 5 năm hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân. Cả hai khá kín đáo tiếng trong đời sống riêng và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm. Không soàng xỉnh chia sẻ chuyện tình cảm lên nhưng cặp đôi vẫn ngọt ngào sau gần quý năm. Cô dâu Thu Thảo của nam rapper không hoạt động trong showbiz nhưng chiếm hữu ngoại hình rất xinh đẹp. Dù không làm nghệ thuật nhưng nhan sắc hoàng hậu sắc cưới của nam rapper 36 tuổi vẫn nhận được tới tấp lời khen. Thu Thảo chiếm hữu dốc dáng cao gầy, khuôn mặt nhỏ dài và những đường nét khá tây. Trên trang cá nhân, cô nàng cũng soàn xỉnh đăng tải những hình ảnh theo đẳng cấp sexy vừa phải và khiến người khác không thể không like. Cùng ngắm thêm một vài hình ảnh của bà.